anh lên đi đây. À, sang tuần chưa? À, đang sang tuần rồi. Rồi, chào quý vị nhé. Đây là giới thiệu cho quý vị một cái nhà gỗ. À, thầy bán luôn. Cái nhà nục gác như này hoàn thiện thầy bán bao nhiêu? Tiền là tháo dỡ dựng lợp cho họ luôn thì 260. À, 260. Nhưng mà gỗ khác thì nó rẻ hơn. Gỗ căm xe luôn đấy. À, căm xe. Ừ. À, gỗ sao thì rẻ hơn. Kìa, hai mái luôn. Đẹp lắm. Hai mái. Đệnh hai mái. Chà, quá trời người luôn. Đây là nhà người giúp việc của thầy hả hay là? Không, cái này nhà trò cho thuê. À, cho thuê. À, đây nhà trọ cho thuê. Cây phải. Đúng rồi. Cái kia là đá thật không? Bộ bàn tròn này là đá thật không hay là đá giả đây? À. Vâng. Đá thật là đây đúng không? Ừ. Đây là gỗ. Đây là gỗ sao? À, căm xe. À, căm xe hết. Căm xe. Đây là đá bột đúng không? Không, cái là xi măng giả đá. À, xi măng giả đá. Đây là đá thật đây này. À, đá thật luôn. Đá thật này thầy cũng bán luôn đấy. Thế là thầy đây là làm để bán đây hết hả? Bán hết. Ừ. Như đá thật này là một bộ là trung bình khoảng bao nhiêu đấy? 28 triệu. À, 28 triệu. Là có bộ lớn hơn thì giá cao hơn. Đây là tự nhiên. Xi măng giả đá. Xi măng giả đá. Còn đây đá thật này. Nói chung sấp xỉ 30 triệu. Đây, toàn bằng căm xe không ạ? Căm xe. Ừ. Mà cái gì? Triệu này. 150 triệu. À, nhà gỗ là tính là 10 triệu một mét vuông. À. Nói chung là nhà gỗ là gỗ cắm xe nhé quý vị, là 10 triệu một mét vuông. À, thì thế tính sao với quê bà, có cái gì đẹp à? Đó kìa, con chó gì, chó gì đâu đâu xem. Đâu? Con giống như con sói này hả? À, lông sói này xong này. À. Khoan đều luôn này. Ừ. Con hai bên đều luôn. À, mấy sói luôn. Bốn sói luôn. Thấy chưa? Đẹp chưa? Ừ. Mà con này giống như con báo nhỉ? Nông hay ha? Nông hay ạ. À, không cắn đâu. Rồi, hay ha. Thấy chưa? Quá hay luôn, đây đây hai em ba cái xoáy luôn. Hàng độc đấy. Lâu nay thầy bán hả? À, của họ định bán bao nhiêu ạ thầy? 28 tỷ. 28 tỷ. Là 3.700 mét vuông. 3.700 mét vuông mặt tiền đường. Quý vị nhé. Mặt tiền 98 mét. Wow, 98 mét. Và hiếm đấy.
sâu thì ngắn ha. Sâu đâu này là 25 mà đằng này được rồi. Đằng này 65. À. Sâu 25 mà 65. Đây. Đây là có cái gốc của cái cây bằng lăng này. Lục bình này. Quá đẹp luôn. Chung qua chụp ảnh không này. Em đâu lấy máy ra đâu. Hoành tráng. Lấy bên là cái máy ra quay. Quá hoành tráng luôn. Hai cái đầu rồng này. Cái là long phụng. Long phụng. Cái con phụng, phụng. Cặp long phụng bằng sao? À, cặp long phụng bằng gỗ sao? Cái này gỗ hoa đá. Cái này đá, không, đá Hòa Bình. À, đá ở Hòa Bình. Đá. Cái này Phú Thê. À. À, cứ sưu tầm những cái hay ha. Cái này giống kiểu mình làm hay gì đây này? Mình làm. Không tự nhiên. Cái này hoàn toàn tự nhiên. Cái này còn sửa này, còn cái này nó tự nhiên. Ừ. Cái này có đục đẽo này. Cái này còn. À. Không có đục. Cái cục ngoài kia cái này với cái kia một cặp. À, cây tùng á. Cái này dạng là dạng tùng. À, dạng tùng. Còn cây này có ghép một cái gốc là không à, một gốc không ghép một cái gì hết. Cái này là gỗ hương, hương Việt Nam. À. Nguyên gốc gỗ hương. Gốc gỗ hương. Mười hai con giáp gốc là 12 con giáp châu này con ừ. Có hết đầy đủ 12 con giáp luôn. Con gì đấy, con chuột túi. chuột này chuột bên này to hơn heo rồng này. Này con chuột túi mà đấy con chó chó con heo nữa đấy con heo. Rồi. Đấy, sơ bộ cho quý vị biết nhé. Mặt tiền đường. Đây thuộc xã Bình Châu, xã Bình Châu. Đây là gỗ gì thầy? À, gỗ sao? Nhỏ nhưng mà có vỏ. Cái này bán rồi. À, cái này bán rồi. Không, chưa bán. À. Họ trả được 250 đánh bạc. Toàn bộ cái này là 250 á? Trả 250 đánh bạc. Ồ vậy hả? Rẻ ha. Cái này là bao nhiêu mét vuông? Cái này là 62 mét vuông. À 62 mét vuông mà nhìn rộng nhỉ? Rộng đó. Đấy con mai kia mà con chỉ cần làm cái nhà như này thôi. Đúng rồi. Nhưng mà làm thêm đó, một. Xong rồi đánh sáng này. Nhưng mà làm thêm một cái. Gác lần hả? Gác. Thầy cũng muốn làm một cái nữa. Mà gác luôn. Ừ. Khoảng 2 tầng này gì. À gác nữa. Một cầu to này. Ừ. Đẹp lắm. Đấy thì tính là khoảng cỡ 400 đúng không? Chú đế kia thầy à? Chú đế kia đấy à? Thầy đang suy đế rồi đấy à? Không, không phải, còn nhiều tố, còn nhiều nghìn rưỡi, trăm rưỡi mét vuông, 155 mét vuông. Còn ừ. Cái này có 62 mét vuông. Cái này mái cắt mà cái gia đình dựng 62 mét vuông. Thôi nó thờ đứng là. Đây đang dựng trong bên kia nè, chuẩn bị điều vô 7 tầng. Đây là đúng không? Cái này là bông trang đấy. Ok. Nhìn hay ha. Ai mà thích làm nhà gỗ rồi. Rồi xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Ua dưới kia có mấy cái cây gốc to chưa này kìa. Đây là đây phát tài núi đây thầy nhỉ. Đây thầy tự trồng đây hả? Cây Nhật phải trồng Nhật. À. Cây Nhật phải trồng khác đấy. Ừ. Đâu? Quýt á. Kim quýt, à. Kim quýt à? Đây này. Ui mấy cây này này. Cái cây xanh mà gốc nó đẹp thế này trời. Ua. Quá trời luôn. Ai mà cần mua thì cứ gặp thầy nha. Thầy bán đấy. À. Quá đẹp. Mảnh đất này người ta cũng bán luôn. Nhưng mảnh đất này là thầy thuê, không phải của thầy. Quá đẹp rồi.